Đầu tiên thì mình cắm bộ lao động vào qua cổng USB, sau đó mở phần mềm IDE MVS đi lên. Phần mềm này phần mềm của dùng để đọc code. Khi mà cắm vào thì sẽ có một tên thiết bị ở đây, mình sẽ click vào để kết nối thiết bị. Rồi kết nối được rồi. Rồi sau đó là mình sẽ cài đặt các thông số cơ bản để mà có thể đọc được code 1D và code 2D như yêu cầu của nhà máy. Mình vào phần Invoice Setting, ở đây thì có các thông số như là expose time này, gain, gamma với frame rate này. Ở phần này là phần thời gian quay sáng, có thể điều chỉnh từ 60 đến 1400. Ở đây mặc định là 1000. Mình có thể chỉnh để khi mà chỉnh quay sáng càng lớn thì độ sáng của hình ảnh càng lớn, nhưng tốc độ mà lấy hình thì lại càng chậm. Phần gain này là phần cường độ sáng từ 1 đến 10. Cường độ sáng càng lớn thì ảnh càng sáng, nhưng cái chất lượng ảnh sẽ dễ bị nhiễu từ ánh sáng bên ngoài. Gamma này là mình sẽ nói đến độ tương phản, nó từ 0 đến 4. Frame rate này là mặc định là 50. Line này là mình dùng không dùng đèn hay không dùng đèn. Nếu như dùng đèn thì mình sẽ có đèn ở bộ đồ đọc, cái đó là thường mình sẽ dùng để trong chụp sẽ có ánh sáng sẽ tốt hơn, ổn định hơn. Tiếp là phần này là phần Algorithm Setting, là mình thường là mình chọn hiện tại là do yêu cầu của mình là đọc QR code và code 1D. Thì Magic Code mình không cần thì mình có thể tắt đi, nhưng anh thấy cũng để cũng ảnh hưởng gì nên có thể để vậy được. Rồi là tất cả những code 1D và code 2D QR Magic đều đọc được và mình có thể cài đặt ở đây. Muốn không dùng vào nào thì có thể tích ở đây để mà khỏi dùng. Tiếp theo phần IO setting, input thì có trigger mode luôn được on để mà có thể trigger được, chụp hình được. Trigger source này thì có hai dạng, software và line này. Software là mình phải dùng có lệnh người có phần mềm để mà chụp, còn line này mình có thể chỉ cần click trên nhận trên cái bộ lao động thì có thể chụp được cái hình ảnh. Những thông số này thì thấy không cần thiết nên cứ để giữ ở đây cũng vậy. Data processing không thấy không cần thiết. Communication thì hiện tại yêu cầu mình cũng cần dùng. Config thì là giống như mình hiện tại mình những thông số đó mình set, sau khi xin set thì mình lưu được 3 lần, 3 user lưu. Sau khi lưu thì nếu như mình muốn dùng cái setting của user nào thì mình log lên thì nó sẽ dùng của đúng user đó. Rồi đây là nút restart device, muốn restart lại thì click vào đây. Khi mình dùng để chụp thì mình phải click lên đây, nó nút start này. Rồi mình nhấn, mình click trên đồ đọc để mình đọc đọc được, và khi mà đọc được kết quả thì nó sẽ hiển thị ở phía dưới này là mình có thể thấy được content nội dung của code, ví dụ bằng một cái đầu lục và mục đề. Rồi này là để sao thì đọc không được nên nó red, còn nếu như mà đọc được thì hẳn sẽ có nội dung ở đây. Rồi bốn space có bốn 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 bit đây, đọc được đây. Sau đó mình khi nào mình đọc mình muốn xuất sang file Excel thì mình tắt dừng, muốn chỉnh các thông số mình cũng phải tắt dừng lại ở đây để mà chỉnh được. Chỉ có khi trường hợp mình on lên mới chụp từ bên ngoài, sau đó là export file Excel.
Rồi, nó được lưu này. Click vào đây để biết. Rồi, hàng sẽ lưu ở đây. Nhưng ngoài giờ mà nội dung đọc thử nó được lưu ở đây. Rồi thôi, cơ bản là vậy. Còn xem theo yêu cầu của sở có thêm gì không để anh có thể anh tiếp tục tìm hiểu hướng dẫn thêm.